Rồi, em xin chào tất cả anh chị cô chú nha. Giao lưu một cây sơn liễu nha. Hàng mới vừa khai thác về nha anh chị cô chú. Cây này có hoành là 4 nha. Cao là 22. Tán bay đổ là 20 nha. Cây bầu đất riêng nha anh chị cô chú. Trượt lắc đổ quan nhân nha. Cây quá vip luôn. Rồi, cảm ơn anh chị cô chú đã xem bài và ủng hộ.